Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng trong buổi chiều ngày hôm nay. Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng sẽ quay cho quý vị và các bạn một số mẫu xe mà đang có mặt tại cửa hàng của mình. Anh em nào mà đúng chân tất cả các mẫu xe ở đây thì hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 081 666 2386 nhé. Mình kết bạn Zalo với mình sẽ gửi tất cả những cái video, link video trực tiếp cho quý vị và các bạn để cho quý vị và các bạn cùng xem rõ tất cả những mẫu xe ở đây. Cái này đợi bao nhiêu anh? Bán bao tiền? Tôi cứ đã các bạn cùng biết. Tất cả những anh em nào mà lần đầu tiên xem video của mình thì hãy nhớ bấm vào nút like và đăng ký kênh cho mình để là người đầu tiên nhận được những video và những chiếc xe mà mới về cửa hàng của mình nhất, được không ạ? Đấy, thì đây là cửa hàng của mình, với địa chỉ tại km 11 đấy, đường 5 cũ, Gò Nha, Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng. Thì mình xin giới thiệu qua chiếc Kia Morning. Đấy, Kia Morning đời 2017 anh em nhé, biển 37A 35451. Cái này đang chào bán giá tiền là 255 triệu đồng cho quý vị và các bạn. Một chiếc Kia Morning đời 2017 rất là đẹp, giá tiền chỉ có 255 triệu đồng thôi. Quý vị và quý anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em để biết thêm thông tin chi tiết về mẫu xe này nhé. Một chiếc Kia Morning zin cả xe. Đấy, tìm ra lỗi thì mỗi lỗi trừ 10 triệu anh em nhé, keo chỉ zin. Một chiếc xe 2017 giá tiền thì quá là bèo. Màn hình DVD và cam lùi rất là đầy đủ cho anh em. Anh em về chỉ phải sẵn đi thôi, không phải làm một cái gì cả. Một chiếc Kia Morning đời 2017. Con này là 4 máy 1.25 anh em nhé. Đấy, quý vị vào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em. Rất là đẹp, 4 bánh na răng đúc, màn hình DVD và cam lùi, rất là ok cho quý vị và các bạn luôn. Đối với dòng này thì nó cũng qua dịch vụ rồi, nhưng mà xe của nó còn rất là cứng xe, rất là chất, zin cả xe luôn. Ghế da rất là đẹp luôn anh em nhé. Đấy, giá tiền chỉ có 255 triệu đồng thôi. Tiếp theo đây đó là một chiếc Toyota Vios sản xuất 2009 biển 30E 08655. Chiếc này đang chào bán giá tiền là 230 triệu đồng đời 2009 màu đen anh em nhé. 230 triệu đồng cho một chiếc Vios Limo đời 2009 biển Hà Nội này, 08655. Rất là chất đúng không ạ? Đấy, rất là ok cho quý vị và các bạn luôn. Quý anh chị nào mà quan tâm đến từng mẫu xe ở đây thì hãy liên hệ ngay cho em để biết thêm thông tin chi tiết về mẫu xe này, được không ạ? Tiếp theo đây thì một mẫu xe này thì thực ra là chiếc này thì em mới mua về sáng nay. Đó là một chiếc Innova G xịn đời 2007 biển 29A 27562. Thì đối với chiếc này thì mới về, đấy, giá dự kiến là tầm từ 315 cho đến 318 triệu đồng đời 2007 biển Hải Phòng. Đấy, cái này em có thể là về em sẽ tỉa lại một tí sơn nên là em chưa cho lên sóng được. Đấy, giá dự kiến là tầm 315 cho đến 318 triệu đồng. Một chiếc Innova G xịn biển Hà Nội. Đấy, xe quá là chất luôn. Có cái là nó bị xước sát một tí sơn thì em về em làm cho nó đẹp bóng bẩy thôi. Biển 29 nhá, đời 2007. Một chiếc xe quá đẹp. Đấy, anh em nhìn thấy form xe, kiểu dáng xe rất là ok. Quý vị các bạn nào mà cần mẫu xe này thì liên hệ ngay cho em, để em đằng nào em cũng phải dọn dẹp tỉa sơn cho nó đẹp. Đấy, đằng sau bên cạnh đây đó là một chiếc Chevrolet Vivante đời 2009 số tự động, và đây là chào bán với giá tiền là 200, con này thì mình 203 triệu đồng thì phải, mình không nhớ, nhưng mà tóm lại nó trên 200 một tí. Đấy, xin lỗi nhá, tại vì nó nhiều mẫu xe quá thì nó không cập nhật được hết. Mình không nhớ mẫu xe này nhưng nó rơi vào tầm trên 200 triệu một tí. Đời 2009.
số tự động, một mẫu xe 7 chỗ anh em nhé. Con này phải nói là chất zin. Quý vị anh chị nào quan tâm đến mẫu xe 7 chỗ giá rẻ này thì hãy liên hệ ngay cho em. Một mẫu xe 7 chỗ giá chỉ lô 200 triệu một tí thôi. Anh em đã có một chiếc xe 7 chỗ rất là đẹp, biển 18 này. Con này có video riêng rồi, quý vị và anh chị nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ để em kết bạn Zalo với em, để em gửi cho cái link xem video trực tiếp nhé. Tiếp theo đây đó là một chiếc Daihatsu Gencha đời 2008 biển 15A 15957. Chiếc này thì nói chung là về cũng khá lâu rồi. Đấy, anh em nào mà có thể giải mã được mẫu xe này, hay là quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này thời điểm này thì mình sẽ bán một cái giá rất là hợp lý cho quý vị và các bạn. Đời 2008, một chiếc xe không taxi dịch vụ, một chiếc xe khá là chất cho quý vị và các bạn. Chính chủ biển Hải Phòng, đăng kiểm dài miên man tháng 6 2020. Xe về chỉ được sẵn đi sẵn bán rồi, nội thất rất là đẹp, sơn si đẹp luôn. Quý vị và bạn nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em, giá tiền chỉ là 158 triệu đồng thôi. Anh em nào quan tâm thì hãy liên hệ ngay. Đấy, một mẫu xe Daihatsu Gencha sedan 2 đầu, giá tiền chỉ có 158 triệu đồng, bớt thoải mái cho quý vị và bạn. Anh em nào nhiệt tình mình vẫn bớt nhé. Thì đi vào sâu trong cửa hàng sẽ còn một vài mẫu xe nữa để cho quý vị và bạn cùng tham khảo. Thì bên mình chuyên mua và bán cung cấp tất cả các dòng xe từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng, từ 2 chỗ cho đến 7 chỗ ngồi. Đấy, anh em nào quan tâm thì có thể là bấm vào nút like và đăng ký kênh cho mình, theo dõi kênh cho mình để là người đầu tiên nhận được những video và những chiếc xe mà mình cần nhất. Thì chiếc xe này thì là đời 2013 đây. Em cũng đã bán cho một chị ở Lâm Đồng rồi và đang chờ rút hồ sơ. Thì mình sẽ không quay chi tiết đến chiếc xe này. Tiếp theo đây đó là một chiếc Hyundai i10 đời 2015, bản thiếu và đang chào bán giá tiền là 248 triệu đồng bao xăng tên cho quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn nào ở xa không sang tên, về tự sang tên thì mình sẽ bớt cho tầm 8 triệu. Đấy, rất là thoải mái, rất là rộng rãi luôn để quý vị và các bạn sang tên. Đấy, bốn bánh la răng đúc anh em nhé, la răng rất đẹp, la răng như kiểu la răng nguyên bản luôn, lưng kịch đồ rồi, khóa khiển đèn gầm rất đầy đủ. Đời 2015, anh em nào mua chiếc xe này về chạy về taxi thì cũng là rất là đẹp, rất là thuận lợi. Đấy, giá tiền chỉ hơn 200 tí thôi, 248 triệu bao xăng tin, thì coi như mình bán chiếc xe này cho quý vị và bạn là 240 triệu. Tiếp theo đây đó là một chiếc Hyundai i10 biển 23A. Thì nhà mình còn hai chiếc này thì cũng đó có thể là mình báo nhầm. Biển 23A02982, một chiếc Hyundai i10 đời 2015, bản đủ form sedan anh em nhé. Chiếc này thì mình đang chào bán với giá tiền là 350 triệu đồng, 350 triệu đồng cho một chiếc Hyundai i10 bản sedan này, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ. Đấy, một chiếc xe khá là đẹp. Thì xe này chắc là anh em nó khóa cửa rồi. 350 triệu đồng. Bên cạnh đây đó là một chiếc Daihatsu Gencha đời 2008. Chiếc này đang chào bán giá tiền là 158 triệu đồng, biển 38A04851 này. Bên cạnh đây đó là một chiếc Kia K3 đời 2014, máy 1 số tự động, biển 34A25096, một chiếc xe Kia K3 nhập khẩu. Đấy, số tự động, máy 1.6 anh em nhé. Chiếc này đang chào bán giá tiền là 478 triệu đồng cho quý vị và các bạn, 478 triệu đồng cho một chiếc Kia K3 đời 2014, số tự động, cửa lóc, bản đồ anh em nhé. Tiếp theo đây đó là một chiếc Chevrolet Cruze đời 2011 màu bạc, xe đã rút hồ sơ rồi, chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Chiếc này đang chào bán giá tiền là 279 triệu đồng cho một chiếc Chevrolet Cruze đời 2011 anh em nhé. Quý vị và quý anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay để biết được thêm thông tin chi tiết về chiếc xe. Bên cạnh đây, trước đây thì đó là một chiếc Mitsubishi Jolly 2005 bản đủ lốp treo đèn cột, biển 14A35135. Chiếc này đang chào bán giá tiền là 155 triệu đồng cho một chiếc Mitsubishi. Đấy, máy 2.0 phiên bản số sàn 7 chỗ, rất là rộng rãi và thoải mái cho quý vị và các bạn quan tâm. Đấy, hay là anh em nào mà đang có nhu cầu ở vùng cao thì chở đồ thì rất là ok. Bên trên đây đó là một chiếc Kia Morning đời 2014, biển 15A 46532,
Chiếc này đang chào bán giá tiền là 220 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning đời 2014 anh em nhé. 220 triệu đồng. Màu đỏ biển Hải Phòng luôn. Bên cạnh đây đó là một chiếc Hyundai Venna nhập khẩu sản xuất 2009, biển 98A06789. Phiên bản số tự động, cửa lock. Máy 1.4. Con này thì máy eco anh em nhé, rất là tiết kiệm nhiên liệu, zin cả xe cho anh em. Chiếc này đang chào bán giá tiền là 259 triệu đồng. Chỉ với 259 triệu đồng thôi, quý vị và các bạn đã quan tâm, đã có một chiếc Hyundai Venna nhập khẩu số tự động để chạy thì rất là ok. Đấy, con này thì túi khí tích thước rồi là máy eco rất là đầy đủ. Biển 98 nhá, màu bạc. Rất là đẹp. Bên cạnh đây đó là một chiếc Vios G đời 2006, biển 26A07191. Một chiếc Vios G đời 2006 và đang chào bán giá tiền là 192 triệu đồng. Chỉ với 192 triệu đồng, quý vị và quý anh chị đã có một chiếc Vios G bản đủ anh em nhé, không phải bản Nemo. Đấy, để đi thì khá là ok. Dòng Vios này thì nói chung là lồi đồng cối đá rất là đẹp. Máy móc của nó rất bền. Quý vị và các bạn đang xem cái video tổng thể của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng trong buổi chiều ngày mùng 3 tháng 9 này. Tuấn Anh ô tô Hải Phòng đang giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mẫu xe mà đang có mặt tại đây. Quý vị và các bạn nào quan tâm đến mẫu xe ở đây thì hãy liên hệ ngay cho em. Vâng, tiếp theo đây đó là một chiếc Toyota Vios đời 2009, biển 98A18875. Chiếc này đang chào bán giá tiền là 230 triệu đồng cho quý vị và các bạn. Chỉ với 230 triệu đồng, quý vị và các bạn đã có một chiếc Vios G, một chiếc Vios Limo đời 2009 nhé. Còn rất là đẹp. Màn hình DVD và cam lùi đầy đủ, chân nỉ nguyên bản, ghế da rất là đẹp, đăng kiểm dài. Về chỉ việc sẵn đi thôi. Côn số rất ngọt ngào anh em nhé. Xe rất là đẹp luôn. Giá tiền chỉ có 230 triệu đồng thôi. Quý vị và quý anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em. Tiếp theo đây đó là một chiếc i20 nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, sản xuất 2010, đăng ký lần đầu 2011. Đấy, số tự động, cửa lock, máy 1.4, biển Hà Nội. Chiếc này thì đang chào với giá tiền là 315 triệu đồng. Quý vị và quý anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì liên hệ ngay cho em. Chỉ với 315 triệu đồng, quý anh chị đã có một chiếc i20 nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ đời 2010 anh em nhé. Rất là ok đúng không ạ? Một chiếc i20 còn rất là đẹp. Anh em nào rất là nhỏ gọn anh em nhé. Form xe, kiểu dáng xe rất là chất lượng. Con này thì zin cả xe luôn, không có một lỗi. Tiếp theo đây thì đó là một chiếc Chevrolet Spark đời 2009, biển 19A07794. Chiếc này thì đang chào bán với giá tiền là 100 triệu đồng. Đời 2009, xe 5 chỗ, 100 triệu đồng. Tiếp theo đây đó một chiếc Vios Limo biển đời 2015, phiên bản số sàn. Con này thì đã rút hồ sơ rồi, về chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Thì chiếc này đang chào bán với giá tiền là 152 triệu đồng. Tiếp theo đây đó là một chiếc Vios Limo nữa đời 2009, biển 34A09452. Chiếc này đang chào bán giá tiền là 225 triệu đồng anh em nhé. Anh em có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng của mình. Đấy, thì hiện tại cửa hàng của mình còn rất nhiều các mẫu xe từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng. Quý vị và quý anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ ngay cho em để biết thêm thông tin chi tiết về tất cả các mẫu xe ở đây. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn ạ.